Chào các bạn, chúng ta đi phần tiếp theo ha. Present continuous thì hiện tại tiếp diễn. Công thức thì hiện tại tiếp diễn ba dạng của các bạn. Chủ ngữ MER cộng verb in, nếu phủ định các bạn sẽ là not cộng verb in. Nghi vấn để động từ to be ra đầu câu. Am, is, are cộng chủ ngữ rồi mới tới verb in. Cách dùng của thì hiện tại tiếp diễn. The present progressive or present continuous indicates. First one, actions happen at the time of speaking or at the present. Một hành động xảy ra vào lúc nói hoặc ở hiện tại. Các bạn sẽ chia cho tôi thì hiện tại tiếp diễn. Ví dụ, Jake is speaking to his mother right now. Jake đang nói chuyện với mẹ của anh ta ngay bây giờ. Từ nhận dạng của các bạn bây giờ là right now, ngay bây giờ. Các bạn sẽ chia ngay lúc nói ở hiện tại hoặc là đang diễn ra ở hiện tại gì đó, bạn sẽ chia cho tôi thì hiện tại tiếp diễn. Hoặc ví dụ thứ hai, please keep quiet. The baby is sleeping. Làm ơn giữ trật tự lại, đứa bé đang ngủ. Bạn có một cái mệnh lệnh đầu câu, video, keep hoặc là don't video gì đó. Mà để đi theo liền nó, các bạn sẽ chia cho tôi thì hiện tại tiếp diễn. Second, two things happen at the same time at the present. Hai hành động diễn ra song song cùng một lúc ở hiện tại. Tách hai mệnh đề bằng chữ while. Hai hành động cùng diễn ra một lúc ở hiện tại. Bạn chia cho tôi hiện tại tiếp diễn. Ví dụ, Mary is talking on the phone. Why Peter is reading. Mary đang nói chuyện điện thoại. Khi đó, Peter đang đọc sách. Nói chuyện điện thoại và đọc sách song song cùng một lúc ở hiện tại, cho nên các bạn sẽ chia thì hiện tại tiếp diễn. Number 3. An action is happening at the present when another simple action interrupts. Một hành động đang diễn ra hiện tại, một hành động ngắn, đơn giản, đột ngột, chen vô, các bạn áp dụng thì hiện tại tiếp diễn. Tách hai mệnh đề bằng chữ when. Hành động đang diễn ra ở hiện tại đó, các bạn sẽ chia thì hiện tại tiếp diễn. Mệnh đề when liền theo sau hoặc là chữ s. Hành động ngắn hoặc là đơn giản hoặc đột ngột khác chen vô, các bạn chia thì hiện tại đơn. Tôi lấy ví dụ. Jack is cooking when hoặc là as Mary calls. Jack đang nấu ăn. Khi đó Mary gọi. Việc Jack đang nấu ăn là hành động đang diễn ra ở hiện tại, cho nên các bạn sẽ chia hiện tại tiếp diễn. Tách hai mệnh đề bằng chữ when hoặc là chữ as. Mary gọi là một hành động nó ngắn hoặc là nó đột ngột, đơn giản, nó chen vô một cái hành động đang diễn ra, nên các bạn sẽ chia mệnh đề sau calls ở hiện tại đơn. Number 4, near future. Hiện tại tiếp diễn còn diễn tả một tương lai gần. Tôi lấy ví dụ, I am meeting an important client from London tomorrow. Ngày mai, tôi có một cuộc họp quan trọng với khách hàng quan trọng gì đó, từ London. Câu này, nếu ví dụ như các bạn thấy chữ tomorrow, thì nó là một hành động xảy ra trong tương lai, các bạn có thể chia thì tương lai đơn. Nhưng khi diễn tả một tương lai gần, chắc chắn xảy ra, các bạn có thể thay thế bằng I am meeting. Hiện tại tiếp diễn. Một số ghi chú ha. Some non-action verbs do not occur in the present continuous tense. The simple present is used in this case. Một số động từ tỉnh hay động từ chỉ cảm xúc giác quan sẽ không chia ở thì hiện tại tiếp diễn. Thay vào đó, các bạn sẽ chia thì hiện tại đơn. Một số động từ đó các bạn có thể gõ trên mạng linking verb hoặc là động từ chỉ cảm xúc giác quan, nó ra rất là nhiều ha. Tôi chỉ đưa ở đây một số từ điển hình cho các bạn, giống như trên màn hình ha. Tôi lấy ví dụ nè, thay vì các bạn nói là tôi đang thích thành phố này rất là nhiều. Nếu như bạn dịch từng chữ từng từ thì bạn sẽ là I am liking, đang thích. Theo chia thì hiện tại tiếp diễn, nhưng đây là những động từ chỉ cảm xúc giác quan, cho nên các bạn sẽ chia thì
Câu này thành thì hiện tại đơn nó sẽ là I like this city very much. Từ các bạn nhận dạng đối với thì hiện tại tiếp diễn at the present, at the moment, now, why, hoặc là dạng mệnh lệnh video hoặc là don't video. Một bài tập ứng dụng cho các bạn ha. Describe your current job responsibility. Các bạn mô tả cái công việc hiện hữu của các bạn bằng áp dụng một số công thức của thì hiện tại tiếp diễn các bạn vô. Tôi lấy ví dụ, khi các bạn muốn mô tả công việc gì đó, bạn sẽ nói công việc bạn đang làm là gì. I am working as a salesperson at ABC company in Ho Chi Minh City. Tôi đang làm việc như là cái gì đó ở tại đâu đó vân vân. Thì theo công thức các bạn, bạn sẽ chia thì hiện tại tiếp diễn nằm đây. Rồi câu tiếp theo của các bạn là công việc chính của tôi là như thế nào đó. Bạn sẽ có một cái chủ ngữ my main task, có nghĩa là nhiệm vụ chính của tôi là cái gì đó, động từ to be chia ra are khi chủ ngữ ở số nhiều. Theo sau bạn muốn viết là làm cái việc gì đó thì bạn sẽ dùng động từ to be để làm cái việc gì đó, bạn sẽ là to video, to find and to take care of cái gì đó. To find and take care of customer là chăm sóc khách hàng. Cũng như bạn có thể dùng SQS, bạn nối những cái động từ, những cái câu đó lại. Thì nếu trước đó bạn đã dùng to video thì phía sau bạn có thể dùng to video, giản lược đi to vẫn được. Cho nên các bạn ở đây các bạn sẽ là my main tasks are to find and take care of customer as well as to develop samples together with other customers. Nhiệm vụ của tôi là tìm kiếm và chăm sóc khách hàng cũng như phát triển sản phẩm cùng với khách hàng. Ví dụ thứ ba, khi bạn muốn nói là tôi chịu trách nhiệm về một cái việc gì đó, câu của các bạn sẽ là to be responsible for. Theo sau nó sẽ là động từ của bạn chia verb in. Cấu trúc chỗ này động từ to be của bạn, rồi theo sau nó là tính từ nè, responsible, với từ theo sau responsible là for. Theo sau for với từ nữa, nó có thể là cụm danh từ hoặc là động từ. Cụm này các bạn sẽ học là chịu trách nhiệm về làm việc một cái việc gì đó sẽ là be responsible for cộng với verb in hoặc là cụm danh từ theo sau. Rồi, I am also responsible for working with relevant department, làm việc với các bộ phận có liên quan in. Trong lĩnh vực nào đó thì các bạn sẽ dùng tiếp theo cho tôi là verb in, nếu theo sau với từ nào đó thì bạn sẽ dùng là in developing products and observing mass production and delivery. Nghĩa câu này là tôi chịu trách nhiệm làm việc với các bộ phận có liên quan trong việc phát triển sản phẩm cũng như là theo dõi sản xuất hàng loạt và giao hàng. Rồi, bạn có thể mô tả thêm nè. At the present, hiện tại tôi làm như thế nào đó, bạn sẽ áp dụng thì hiện tại tiếp diễn như I am dealing with a lot of work. Tôi đang phải đối phó với rất là nhiều các công việc, là phải giải quyết rất là nhiều công việc. I am dealing with a lot of work. Cụm từ to be, dealing with hoặc là deal with có nghĩa là bạn phải ứng phó với cái việc gì đó. Theo sau của các bạn, các bạn có thể là verb in hoặc là cụm danh từ. Rồi, thành phần sau câu của bạn sẽ theo nghĩa ha. Hiện tại tôi phải ứng phó với rất là nhiều công việc và là tôi phải làm rất là nhiều công việc, vì vậy tôi rất là bận rộn. I am really busy. Rồi các bạn có thể kết lại cái bài của bạn. I love my job because I can learn many things from my colleagues and especially gain experience. Tôi rất thích công việc của mình bởi vì tôi có thể học được nhiều điều từ đồng nghiệp và đặc biệt là có thể đúc kết, học hỏi được kinh nghiệm. Từ gen của các bạn có nghĩa là bạn gặt hái hoặc là bạn đạt được một, bạn giành được một cái việc gì đó thì bạn câu từ thì các bạn có thể dép mua theo nghĩa ha. Chỉ có một số cấu trúc hướng dẫn các bạn đối với thì hiện tại tiếp diễn ha.